Hello, chào mọi người. Mình lại quay trở lại một video, đó là video cắt tóc và lại là kiểu tóc layer. Nhưng mà không phải kiểu lỡ lỡ như trước nữa, mà là cho tóc dài. Và hiện tại thì tóc mình đã qua cái phần lỡ lỡ rồi và chắc là cũng phải gọi là tóc dài rồi đấy. Và hiện tại bây giờ tóc mình là kiểu tóc bằng, nên là khi để thẳng hoặc là làm xoăn đi chăng nữa thì trông nó cũng hơi bị cứng. Với cả tóc của mình ở phần đuôi này thì nó cũng sơ rất là nhiều rồi do cái đợt tẩy tóc từ 2 năm trước. Nhưng mà mình lại không muốn cắt hẳn đi tại vì trông rất là tiếc. Chính vì thế nên mình kiểu chỉ tỉa bớt đi, từ tỉa đi để vẫn giữ lại được cái độ dài của tóc ấy và nuôi nuôi dần thôi. Và những bạn nào có kiểu tóc cứng giống mình mà muốn thay đổi thì mọi người hãy xem hết video này nhé. Tiêu chí của mình cho video này đó chính là vì tự cắt tóc nên là sẽ dùng những cái bước mà nó dễ dàng hơn để cho mọi người ở nhà cũng tự làm được. Vì mình cũng toàn kiểu tự cắt tóc ở nhà thôi ấy, nên là mình sẽ cố gắng truyền đạt dễ dàng, dễ hiểu hết mức có thể cho mọi người. Bây giờ thì let's go. Cái đầu tiên là mình cần một cây kéo như thế này. Đây là cái kéo cắt tóc mình mua ở Daiso thôi. Đáng lẽ là có thêm cái kéo tỉa nữa thì nó ok hơn, nhưng mình đã làm mất kéo tỉa rồi và cái chỗ ở Daiso gần nhà mình cũng không có, nên là ok, hoặc là mình sẽ chỉ dùng cái kéo cắt tóc như thế này thôi. Và ngoài ra tôi cần một chiếc lược. Tiếp đến là tôi cần một cái chun buộc tóc như thế này. Và sở dĩ thì mình dùng cái chun có màu để tí nữa khi mà mình chia tầng tóc ra ấy, thì mỗi tầng một màu thì mình sẽ nhìn rõ hơn. Còn đấy là mình ngựa thôi, còn nếu mọi người không ngựa thì mọi người lấy cái gì buộc cũng được. À quên mất, còn một cái chiếc kẹp này nữa. Đó, bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu nhá. Đầu tiên, đây chính là tóc mình sau khi gội đầu và sấy khô xong. Thì mình sẽ chạy xuôn hết tóc rồi nhá. Và bây giờ sẽ chính thức đến phần cắt tóc. Tóc của mình thì là một cái tóc siêu mỏng ấy. Chính vì thế nên là mình không thể cắt layer quá nhiều được, nên là mình chỉ tạo khoảng tầm 3 lớp layer thôi. Đây, bây giờ mình sẽ bắt đầu chia cho mọi người xem. Hiện tại thì mình sẽ chia tóc từ đỉnh đầu cho đến sau mang tai một chút nhá. Buộc hai bên lại với nhau như thế này. Tiếp đến thì mình sử dụng chun. Hiện tại thì mình sẽ buộc vào cái tầng layer đầu tiên như thế này. Tiếp đến sau đó thì sẽ gỡ tóc ra và chia tiếp. Rồi, sau đó thì buộc thêm cái tầng layer này bằng một cái màu khác để tí nữa mình không cắt nhầm ấy. Sau đó thì buộc lên trên một chút. Và bên này thì mình cũng buộc như vậy. Mọi người nhớ là phải để các bên bằng nhau nha. Cuối cùng, lớp cuối cùng. Tóc mình siêu mỏng vì mình không muốn cắt quá nhiều tóc ấy, nên là cái đoạn tầng dài nhất ấy, thì mình sẽ để cho nó xí xuống như thế này. Ok, để như thế này thôi. Như mọi người thấy là tóc của mình bây giờ đã chia thành 3 cái tầng rồi. Thôi là mình chỉ cắt theo những cái tầng của mình như thế thôi. Một tip cho những cái bạn tóc mỏng ấy là mình nghĩ là mọi người không nên để chia rõ những cái tầng quá, tại vì tóc của mình đã mỏng rồi ấy, nên là mỗi tầng nó chỉ cách nhau khoảng tầm 2-3cm thôi thì mình nghĩ là ok rồi ấy. Và bây giờ thì mình sẽ bắt đầu cắt nhá. Tháo cái chun này ra, tháo ra. Chỉ mà nói chuyện bằng thì mọi người tỉa lại một chút cho độ đen nhé. Tiếp đến ở cái tầng tiếp theo. Wow, nhiều quá đi. Bên này cũng vậy.
trai đã xong phần cắt tóc rồi. Bây giờ sẽ đến phần tỉa tóc nha. Và bây giờ đến phần tỉa thì mình sẽ chia tóc thành 1 này, 2 này và 3 phần ngang. Đây, đầu tiên tóc mình sẽ lấy như thế này. Ở cái video cắt tóc layer ngắn ấy thì mình có nói mọi người là mọi người nên cắt cái phần ngắn nhất này bằng cái phần dài nhất, một xoẹt kiểu cho nó bằng nhau ấy. Nhưng mà theo mình thấy với cái layer tóc dài ấy thì hãy nên cắt nó chéo hơn một chút, nghĩa là không để phần bằng nhau mà sẽ chéo một cái đường chéo này cho tóc của mình nó đều hơn. Và tại vì tóc dài ấy, nên là nó cần cái độ bay hơn ấy. Tỉa lại cho cái lớp này nó bằng nhau ấy. Bây giờ thì mình sẽ tỉa qua cái tóc này một lần nữa nhé. Và bây giờ thì mình sẽ làm tóc qua một chút, sau đó cho mọi người xem thành quả nhé. Trước tiên thì để cho cái mái của mình nó phồng hơn ấy, thì mình sẽ dùng cái lô. Lô này là lô 55mm. Này mình sẽ quấn lên. Hai bên này thì mình sẽ dùng một cái size lô khác là lô 40mm. Đấy. Và giờ thì mình sẽ dùng cái máy để làm xoăn Vodana này của mình. Đây là cái máy 36mm. Sau đó thì mình dùng cái xịt nó phích lại cái tóc của mình cho nó nếp hơn ấy. Và mình đã hoàn thành xong kiểu tóc layer này của mình rồi. Nhưng mà có vẻ mình cắt hơi ngắn quá, bây giờ nó thành tóc hơi lỡ lỡ hơn một tí nữa rồi. Nhưng mà mình nghĩ là mọi người kiểu làm theo cách này thì độ dài nào mọi người cũng có thể làm được ấy. Đối với những bạn nào mà tóc kiểu dài dài một tí, kiểu medium một tí,
Thì yes, và mình đã làm xong rồi. Còn đối với phần mái thì mình phải buộc lên xem là nó ra được cái gì nha. Tại vì mình muốn cắt máy bay để khi mình buộc tóc lên cho xinh ý. Nếu mà buộc tóc lên thì nó sẽ ra được cái máy bay này này. Tương quá đi. Và máy bay này cũng khiến cho mặt mình nó nhìn nhỏ đi. Nên những bạn nào đang không thích để mái thì mọi người có thể xem qua cho tóc mái bay bay này nhé. Bên này gọi là sai băng. Mà dù trông nó ngắn đi một tí nhưng mà mình cảm thấy rất là ưng ấy. Tại vì trong tóc của mình nó bồng bềnh hơn rất là nhiều. Và mình cũng cắt được cái phần sơ của mình ở đuôi tóc nữa, nên nhìn tóc của mình trông nó cũng khỏe hơn ấy. Nói chung là đây cũng là lần đầu tiên mình cắt tóc như thế này ấy, nên là chắc cũng có rất là nhiều sơ sót. Và mình cũng nói lại lần nữa là mình không phải là chuyên gia tạo mẫu tóc cái gì cả. Mình kiểu làm theo kiểu tổ tiên Đức bảo mình thôi ấy. Nên là chắc chắn là sẽ không thể đẹp như ngoài hàng được. Nên mình nghĩ là đối với những bạn nào khéo tay hơn mình ấy, thì mình chắc là sẽ làm thành công hơn mình nhiều. Nhưng mà đối với mình thì mình thấy kiểu này cũng rất là ok rồi đấy. Thật sự thì mình cảm thấy là mình rất hợp với tóc layer. Cảm ơn mọi người đã xem hết video này. Và những bạn nào làm thành công thì hãy nói với mình nữa nhá. Kiểu như là để lại ở phần comment hoặc là mention mình vào trong story ở Instagram nhá. Và bây giờ thì chắc là mình sẽ phải kết thúc video này tại đây. Và mọi người nếu mà có câu hỏi thắc mắc gì nữa, mọi người cũng có thể hỏi ở phía dưới này, mình sẽ trả lời cho mọi người. Bây giờ thì goodbye, tạm biệt.